Jungkook BTS bị tố đạo nhái một TikToker Việt Nam, cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội vì lý do không ngờ tới. Sau khi phát hành MV mới, Jungkook BTS bất ngờ bị một nam TikToker người Mỹ tố ăn cắp ý tưởng từ một bài hát của hiện tượng mạng Sweetie. Cộng đồng mạng đã nổ ra cuộc tranh cãi dữ dội xoay quanh drama này. Vừa qua, Jungkook BTS đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc solo mang tên Seven kết hợp cùng nữ rapper đình đám Lato. Đặc biệt trong MV còn có sự xuất hiện của Han Soo-hee, nữ diễn viên rất được yêu thích tại Hàn Quốc. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc ngay lập tức đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng. MV hiện tại đã đạt được 89 triệu lượt xem trên YouTube. Nam thần tượng cũng đồng thời vượt qua Miley Cyrus để trở thành nghệ sĩ sở hữu ca khúc vượt mốc 100 triệu lượt nghe nhanh nhất trong lịch sử Spotify. Trước đó, anh cũng làm nên lịch sử khi Seven trở thành ca khúc số 1 tại 100 quốc gia nhanh nhất trong lịch sử iTunes chỉ sau 2 tiếng rưỡi. Ngoài ra, ca khúc cũng tạo trend khi đoạn Taurus Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be loving you right. 7 days a week liên tục được sử dụng trên TikTok, trong đó nhiều nghệ sĩ TikToker Việt Nam cũng nhanh chóng bắt trend. Tuy nhiên, với câu hát viral trên, Jungkook đã bất ngờ bị tố ăn cắp ý tưởng từ một TikToker Việt Nam, cụ thể tài khoản đó là Chadel Germany. Với hơn 5 triệu lượt follow chuyên review âm nhạc đã đăng tải đoạn clip cho rằng Jungkook mượn ý tưởng từ Sweetie, một TikToker đình đám người Việt Nam. Thực ra nguyên nhân khiến cho chàng TikToker người Mỹ đặt ra nghi vấn về Jungkook bắt nguồn từ một đoạn clip ngắn, trong đó Sweetie đang cất lên câu hát đếm các ngày trong tuần bằng tiếng Anh. Mặc dù giai điệu nghe khác biệt, nhưng phần lời lại dễ dàng khiến cho người khác liên tưởng đến đoạn chorus trong ca khúc Seven của Jungkook. 3 năm trước, chàng trai chăn bò người Việt, Sweetie bất ngờ trở thành hiện tượng mạng khi đăng tải những ca khúc đếm số 1, 2, 3 và đếm thứ trong tuần Monday, Tuesday, Wednesday lên các tài khoản mạng xã hội. Clip ngẫu hứng của Sweetie được nhiều ngôi sao đình đám quốc tế như Miley Cyrus, Wiz Khalifa, Chris Brown chia sẻ trên trang cá nhân. Rihanna, Cardi B cũng nhắc tới cái tên Sweetie trên các story của mình trên trang mạng xã hội. Snoop Dogg, Justin Bieber cũng cover lại ca khúc của anh chàng này. Ngoài ra, nhiều DJ nổi tiếng khác trên thế giới cũng làm mới video đếm số của anh trên nền nhạc sôi động. Thậm chí đoạn nhạc đếm số từ 41 đến 49 của Sweetie được sử dụng làm sample, đoạn nhạc mẫu cho ca khúc Number Song của rapper Wiz Khalifa. Giai điệu đếm số tiếng Anh được nhiều nghệ sĩ quốc tế phát cuồng giúp chàng trai chăn bò đến từ Bình Định nổi tiếng Tăng Câu. Hiện kênh TikTok của anh có 4,2 triệu người theo dõi. Tháng 5 vừa qua, Sweetie tiếp tục gây sốt khi đăng video cover vũ đạo ca khúc Making My Way của Sơn Tùng MTP và được chính chủ chia sẻ là một cách đầy thích thú. Việc ca khúc Seven của Jungkook được so sánh với giai điệu đếm thứ của Sweetie khiến nhiều người khán giả không khỏi bất ngờ. Thông tin này cũng gây ra nhiều luồng ý kiến từ cư dân mạng. Có người cho rằng câu hát đếm các ngày trong tuần khá là phổ biến. Nhiều người khi hát vu vơ cũng từng hát như vậy, nên nếu nói Jungkook mượn ý tưởng thì là không đúng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hai câu hát thật sự có nét tương đồng và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hầu hết cư dân mạng cho rằng TikToker này tạo nội dung so sánh chỉ với mục đích hài hước, bởi giai điệu của Sweetie và bài hát của Jungkook hoàn toàn khác nhau. Không thể nói Jungkook đạo nhái Sweetie, trong khi Seven là một bài hát hoàn chỉnh có nội dung ý nghĩa rõ ràng, còn Sweetie chỉ đếm các thứ trong tuần theo giai điệu một cách ngẫu hứng, không mang hàm ý gì. Hiện tại những tranh cãi xoay quanh vấn đề này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cách đây không lâu, Jungkook thành viên nhóm nhạc BTS đã có buổi phỏng vấn với tạp chí Weverse nhằm chia sẻ về dự án solo của mình mang tên Seven. Trong đó, nam thần tượng tự nhận làm việc dưới tư cách nghệ sĩ solo khác hẳn so với khi làm việc với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc. Nam thần tượng chia sẻ, tôi luôn là người nhỏ tuổi nhất trong BTS và giờ tôi phát hành ca khúc riêng và phải làm việc một mình. Tôi nghĩ rằng trách nhiệm đến từ việc tôi phải tương tác với mọi người và mọi thứ đều thay đổi. Có rất nhiều quyết định tôi phải đưa ra và tôi không thể bỏ qua bằng cách nói rằng mình không biết. Ngôi sao sinh năm 1997 cũng tiết lộ rằng khi anh quảng bá cùng với BTS, anh có thể đứng ở phía sau và để các thành viên lớn hơn trả lời hộ anh. Tuy nhiên khi hoạt động một mình, anh buộc phải đưa ra quyết định của riêng mình. Điều này khiến cho anh thay đổi nhiều hơn. Đôi khi tôi cảm thấy áp lực trong những khoảnh khắc các nhân viên hướng về phía mình, tôi cảm thấy nhiều áp lực hơn so với khi đứng cùng cả nhóm. Jungkook thừa nhận, nhưng tôi nghĩ rằng cách tôi đối mặt với điều đó đã thay đổi một chút vì tính cách của tôi cũng thay đổi nhiều.